phải trái. Đây tôi mời lấy gì con bé nó khóc quá sức, cho lên đây đi để nó khóc quá. Chị bé nó lên đây để coi nó sinh được bao nhiêu hoa trái. Đây đây, mau lên. Đây. Rồi chị tên là gì? Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Phạm Thị Lanh. Con ở Thái Bình, hiện con đang sinh hoạt ở giáo xứ Phú Lợi, giáo phận Phú Cường. Ở Vinh, giáo phận Phú Cường. Rồi. Và chị được ơn gì của Chúa mà từ giáo phận Phú Cường chị chạy tới giáo phận Sài Gòn, chị làm chứng cho Chúa tại giáo điểm, chị mừng. Thưa cha, gia đình con được rất nhiều hồng ân của Chúa, nhưng mà con chỉ chia sẻ với cộng đoàn một vài hồng ân gần đây nhất. Thưa cha, là ơn thứ nhất là Chúa đã cứu con của con trai của con khỏi bị... Con tên là gì con? Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Quốc An. Nguyễn Quốc An mấy tuổi, học lớp mấy? Dạ thưa cha, con 12 tuổi, học lớp 6. Con bị bệnh gì được Chúa cứu làm sao? Con bị dịch điện giật. Bị điện giật, con làm gì điện nó giật con? Con một lần con lên nhà ông họ của con là cậu của bố con. Con lên đấy con chơi ăn cưới xong rồi cây cầu sắt con lại đấy con chơi dây điện nó hở xong rồi con ôm vào đấy điện giật. Rồi sao con điện nó giật rồi con ôm chặt lấy cây cầu sắt rồi cùng làm sao con không chết mà con sống tới bây giờ? Ông của con sờ vào đấy xong rồi đấy điện giật xong rồi kêu mọi người kéo ra. Rồi thưa chị em, nó nói vậy thì nó nói, nhưng mà cái cách là thưa chị em, điện giật chúng ta đừng có cầm mà kéo là chết luôn cả chùm, nhớ không? Tại vì điện nó giật rồi nó truyền, mà thấy này điện giật cái người mẹ chạy đến, ê con ơi, là dính luôn người mẹ, rồi bố chạy đến, ê em ơi, là dính luôn cả em, là chết chùm với nhau, nhớ không ạ? Điện nó giật thì cái điều cần là phải cúp với cầu dao. Điện nó giật đều là phải lấy cái cây ấy, cái nào mà nó cách điện ra phải mới gạt nó ra được, chứ còn lấy tay mà lôi ra là chết chắc, nhớ không ạ? Nhớ không? Chứ đừng phải ôi con ơi chết luôn. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Rồi, ơn thứ hai là ơn gì con? Cha là con... Thưa cha là con năm 2017 thì con mang bầu bé này. Thưa cha là hai tháng đầu con bệnh mà con không biết. Thì cứ mỗi lần bệnh thì con lại đi... Con mua thuốc tây con uống, đến về sau con mới biết thì con đi khám thì bác sĩ bảo là con là có nguy cơ sinh non, thì bác sĩ cho con đi lên từ Dũ để đặt vòng để nâng để giữ em bé lại. Thế nhưng mà con về thì chồng con bảo là thế vậy thì đi lên từ Dũ, thì con bảo là thôi bây giờ là không đi nữa, nhưng mà cứ thi đi lên giáo điểm để xin khấn. Thì con cũng nhắn tin cho cha, thì cha đã trả lời và cha và con cứ yên tâm, rồi cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thế là con cũng không đi từ Dũ nữa. Mà đến được 7 tháng thì con bị vỡ ối, thế là đi viện từ sáng. Thì cuối cùng đến nhập viện thì đến chiều tối là bác sĩ thì kêu là phải nhập để mổ cấp cứu để cứu mẹ. Còn con của con thì chỉ là hy vọng không được hy vọng vào là con của con sẽ được sống sót. Thế là thì bây giờ con nằm trong phòng cấp cứu thì con cũng không biết là như thế, nhưng mà con cũng chỉ nằm con khóc và con cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót, để con chỉ đọc lần chuỗi và lòng thương xót. Thì đến lúc con nhắn tin với cha thì cha không nhắn tin lại, nhưng mà đến ngày hôm sau thì cha lại nhắn tin lại là con cứ yên tâm mà cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Mà con đến lúc lên bàn mổ thì là con của con ra thì bế ra ngoài thì bác sĩ bảo là bây giờ con của con đã được an toàn rồi ạ. Thế con được 1,6 kg ạ. Thế là sinh là mấy tháng? Dạ thưa cha là 7 tháng ạ. Thiếu 2 tháng 10 ngày phải không?
Hả? Phải không? Bà biết sao tôi biết? Ở đây là đứa bé 7 tháng và 1,1 kg phải không? Đây ký 6. Bây giờ đã được mấy tháng? Cha, con của con giờ được 15 tháng ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mẹ và con, hai đứa con. Cha, con được 4 ạ. 4? Đây, thằng này thứ mấy? Thứ 3 ạ. Thằng thứ 3 còn hai đứa nữa. Thằng này xong đứa con bé này. Thằng này 12 tuổi, 13 tuổi. Thì con sinh thêm đứa bé này, mới có 15 tháng. À, thưa anh chị em, cách nhau là tới gần 11 năm, hơn 10 năm, phải không? Vâng. Rồi thưa anh chị em, thế chúng ta thấy rằng Chú nói là nếu mà cành nào gắn liền với cành, với cây thì mới sinh hoa trái, mới sống được. Mà cành nào mà nó ngắt liền khỏi cái cây thì nó sẽ chết khô héo. Nếu chị ấy không tín thác vào Chúa, đấy là gắn vào cái cây. Tín thác là gắn vào với cành, gắn liền với cây. Tín thác là cành gắn liền với cây. Tín thác là cành gắn liền với cây. Đó, tín thác là như vậy, gắn liền, gắn chặt. Dù có mưa, có gió, có bão, có nắng, có tuyết, có rơi, bất cứ cái gì, cái cành nó vẫn cứ phải bám chặt, gắn chặt lấy cây thì nó mới sống được và chỗ sinh được hoa trái là đứa bé này đây. Còn nếu mà nghe lời bác sĩ mà đi đến bệnh viện từ rú thì cái hoa trái này đã không chỗ sinh được. Mặc dù có 7 tháng và 1,6 kg nhưng mà bây giờ nó đã khỏe mạnh, đang đứng trước mặt công đoàn chúng ta để làm chứng cho Chúa. Còn nhà con có 4 đứa con, mấy trai mấy gái? Dạ thưa cha, con được 2 trai 2 gái. 2 trai 2 gái, con một có đi tu không? Con không biết. Không biết. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con ở xứ nào? Ở giáo phận Phú Cường. Cha, con ở giáo xứ Phú Lợi. Phú Lợi, con có hay gặp cha sở? Dạ thưa cha, có ạ. Rồi cho gửi tặng cho cha sở con một quần cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, dám đưa không? Thưa cha, có. Rồi gửi tặng cho cha sở Phú Lợi, giáo phận Phú Cường một cái máy 365 bài giảng với lời chào chúc bình an. Và xin Chúa cho giáo xứ chúng con cũng xin nhiều hoa trái lòng thương xót. Hallelujah. Rồi mời bạn.